Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời trên sóng truyền hình An Viên TV. Thưa quý vị, mỗi chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các khách mời để lắng nghe nhiều hơn những cái chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề cũng như là cơ duyên đến với Phật Pháp của họ. Và ngày hôm nay, một vị khách mời đặc biệt, người đã có rất nhiều cống hiến cho xã hội và cộng đồng với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội. Dạ, xin trân trọng kính chào các quý vị và MC. Tôi bị sốt rét ác tính, tôi phải nằm viện, và chính cái thời gian nằm viện tôi mới được biết được rằng là có bác sĩ để họ khám chữa bệnh, và tôi bắt đầu để thích nghỉ. Có một cái triết lý đừng bao giờ quên, đó là chữa bệnh để cứu người. Cho nên cái vấn đề ý đức phải được hết sức mình. Thậm chí tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ tại những cái chùa đấy để tôi chiêm ngưỡng, tôi tìm hiểu. Cái tâm linh đấy nó hướng đến điều thiện, nó phù hợp với lòng mình. Lời đầu tiên xin được chúc mừng giáo sư Nguyễn Anh Chí vừa trúng cử với tư cách là người tự ứng cử và trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa 15. Cảm xúc của giáo sư thế nào ạ? Đây là lần thứ hai tôi được trúng cử đại biểu Quốc hội. Nhưng mà cái cảm xúc thì cũng vẫn là rất là cảm thấy vui sướng, vinh dự và tự hào. Tôi rất mong muốn được trở thành đại biểu Quốc hội. Từ khi tôi đang còn rất trẻ và tôi đã cố gắng phấn đấu để làm được điều đó. Còn nhớ vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, khi đó là vào năm 2016 ạ, thì Thùy Linh nhớ rằng giáo sư Nguyễn Anh Chí là người duy nhất tự ứng cử mà trúng cử ạ. Và đến kỳ này thì là một trong bốn người có được vinh dự như vậy. Vậy điều gì thôi thúc giáo sư để tự ứng cử trở thành đại biểu Quốc hội? Từ lúc tôi là một bác sĩ rất trẻ thì tôi đã nhận thấy được rằng là mình rất mong muốn được đóng góp, được cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước. Nhưng tôi đã nhận ra được rằng là chỉ có diễn đàn Quốc hội là cái nơi phải nói là cao nhất, có giá trị nhất để mà thể hiện được cái điều đó. Thì cái con đường để mà mình đóng góp để xây dựng đất nước ấy, nó ngắn hơn này, nó hiệu quả hơn. Và chính vì vậy cho nên ngay từ cách đây 20-30 năm tôi đã có ý thức phấn đấu để trở thành đại biểu Quốc hội. Giáo sư kỳ vọng gì ở nhiệm kỳ Quốc hội lần này ạ? Đất nước ta, xã hội ta đang rất phát triển và có nhiều vấn đề, nhiều mạng, nhiều lĩnh vực rất thành công. Cái đó là không phủ nhận được. Nhưng tuy nhiên vì trong quá trình phát triển của nó thì còn gặp và đụng chạm cũng rất nhiều những cái vấn đề tồn tại cũng có này, rồi là mới nảy sinh cũng có này, và cũng là rất là gay cấn, khó khăn, phức tạp. Nó đòi hỏi phải có một cái tầm nhìn rồi trí tuệ của rất nhiều người ở trong xã hội đóng góp để tiếp tục xây dựng, để làm cho nó tốt hơn. Đây là một cái sự phát triển. Và vì vậy cho nên tôi lại tiếp tục có những cái kỳ vọng, đó là kỳ vọng là có một Quốc hội tốt, một Quốc hội thực sự là vì dân, một Quốc hội mà ở đó tập trung được nhiều trí tuệ, nhiều cái con người tâm huyết để mà làm cho Quốc hội phát triển. Và cái nhóm kỳ vọng thứ hai đó là kỳ vọng để giải quyết tất cả những vấn đề từ các đại biểu này, từ Quốc hội này, để giải quyết tất cả các vấn đề của trong xã hội ta trong mọi lĩnh vực. Nhưng tất nhiên như tôi là một người thầy thuốc, người cán bộ y tế, thì tôi kỳ vọng rất nhiều những cái vấn đề để giải quyết trong y tế. Tôi lấy ví dụ như trực tiếp ngay, cụ thể ngay, đó là vấn đề trong là cái dịch Covid-19. Bên cạnh đó thì tất cả những vấn đề khác nữa, vì tôi là đại biểu Quốc hội của Hà Nội thì những vấn đề của trong thành phố Hà Nội, nhưng tôi quan tâm nhất ý, là những vấn đề nó liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm này, rồi là vấn đề môi trường này,
vấn đề ô nhiễm môi trường là vấn đề rất là lớn ở Hà Nội, vấn đề giao thông đấy. Còn cả vấn đề xã hội nữa, rất nhiều các mạng, nhưng trong đó tôi thực sự là rất quan tâm đến cái vấn đề an ninh, vấn đề chống tham nhũng, rồi là vấn đề Biển Đông, cũng hy vọng rằng cùng với các đại biểu Quốc hội khác để nói lên tiếng nói và để các bộ ban ngành tỉnh thành quan tâm để giải quyết tất cả những cái vấn đề đó. Có thời gian hơn 30 năm công tác và gắn bó trong lĩnh vực y tế và gần 15 năm với vị trí đó là Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Ở thời điểm này, khi chứng kiến là cả xã hội ta đều đang gồng mình để chống chọi với dịch bệnh COVID-19, nỗi ám ảnh toàn cầu ạ. Giáo sư có cảm nhận và có chia sẻ thế nào với những đồng nghiệp của mình, những người mang trên mình màu áo trắng ạ? Cái đại dịch COVID-19 ấy, thì có thể nói là bản thân tôi có rất nhiều cảm xúc. Đất nước chúng ta cho đến bây giờ đấy, có thể nói là một trong những nước không nhiều lắm rất thành công trong việc là ngăn chặn cái đại dịch COVID-19. Nhưng mà cái thành công này có được ấy, tất nhiên là do cả toàn xã hội, do cái quyết tâm chính trị và sự vào cuộc của toàn xã hội. Nhưng mà tất nhiên nhiều nhất ấy, vẫn là những cái nhóm, đó là cán bộ y tế, rồi là bộ đội, rồi là công an, rồi là báo chí, lực lượng báo chí cũng rất quan trọng. Bốn cái đối tượng này là trực tiếp nhất. Nhưng trong số đó thì đặc biệt là cán bộ y tế. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây là bệnh tật. Cho nên cán bộ y tế không ai phủ nhận cả, thấy rất rõ là phải tham gia trong cái công cuộc phòng chống dịch này rất là rõ. Hơn 2 năm vừa qua cho thấy rất rõ cái sự cống hiến, sự hy sinh lớn lao của đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam của chúng ta, phải nói là hết sức to lớn. Hết sức to lớn. Cá nhân tôi cũng là một người thầy thuốc. Tôi nói rất thật là tôi phục anh em, tôi ngưỡng mộ anh em với những cái đóng góp của đội ngũ cán bộ từ Bắc chí Nam, từ Trung ương cho đến các địa phương. Và nhiều cái hành động, nhiều cái việc làm của họ có thể nói là chúng ta rơi nước mắt khi có thể là ở trong góc độ, ở trong các cái bệnh viện để mà chữa trị cái bệnh COVID, cho đến cái góc độ ở trên các cái mặt trận, ở các cái để mà lấy bệnh phẩm này, rồi kể cả các cái labo để làm xét nghiệm này, và kể cả góc độ của từng gia đình của cán bộ y tế khi những người mẹ phải xa con, khi những người bố, những người chồng phải đi rất nhiều nơi, dành rất nhiều sức lực để chống dịch, thì phải nói là quá to lớn, có thể nói là vĩ đại. Trong 2 năm vừa qua, cái đóng góp của cán bộ y tế vĩ đại. Tôi chia sẻ, tôi thương yêu và phải nói rằng là tôi ngưỡng mộ những cái đồng nghiệp của tôi. Vâng, với những suy nghĩ và cảm nhận như vậy, được biết là giáo sư đã cùng với bệnh viện Melatech cũng có rất là nhiều sự chia sẻ và hỗ trợ cho người dân cũng như là các y bác sĩ. Cái lý do thứ nhất là trong cái cuộc mà chống lại cái dịch COVID này á, thì tôi có thể phải khẳng định luôn, cán bộ y tế của tất cả mọi lĩnh vực, mọi chuyên khoa đấy. Và cái thứ hai nữa là ở mọi địa phương đấy, mọi nơi đấy, đều trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chống dịch. Nhưng mà khi mà lên trên truyền hình hoặc báo chí đâu vân vân thì thường là xuất hiện ở những người trực tiếp thôi. Nhưng còn các cái hệ thống gián tiếp là cực lớn. Thì Melatech, tập đoàn Melatech nó có hai cái đặc điểm rất cơ bản sau mà thực ra họ đã phải tham gia chống dịch rất là mạnh mẽ nhưng mà lặng lẽ. Cái thứ nhất là Melatech là một cái hệ thống y tế nhưng rất mạnh về xét nghiệm. Cái thứ hai nữa là cái công tác quản lý chất lượng để mà làm ở trong cái quy mô công nghiệp, khi mà phải sàng lọc hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người thì Melatech là rất có kinh nghiệm. Và cái thứ ba nữa là cái ứng dụng cái công nghệ thông tin để mà làm tốt nhất này, nhanh nhất này, chính xác nhất. Là đơn vị y tế có hệ thống chi nhánh tại 53 tỉnh thành trong cả nước, mũi nhọn là xét nghiệm với hệ thống máy tự động hoàn toàn, làm việc với công suất 24/24 giờ. Trong cuộc chiến chống dịch COVID, Melatech tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.
giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí cùng các cộng sự của mình đồng hành cùng các cơ sở y tế tại Hà Nội và các địa phương để làm xét nghiệm miễn phí cho nhân dân, đặc biệt là ở những điểm nóng như Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Các cộng sự của ông là các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật đã kịp thời có mặt tại các điểm nóng của dịch COVID-19. Có thể nói, tình yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau đã được phát huy, lan tỏa khi dịch bệnh bùng phát. Có những triết lý, những quan điểm gì cốt lõi để điều hành các dự án y tế của mình thưa giáo sư? Y tế thì trước hết là chữa bệnh để cứu người. Cho nên ngoài những cái vấn đề về tiến bộ khoa học kỹ thuật, ngoài cái vấn đề về là có một cái hệ thống nó hợp lý, nó hiệu quả, nó phù hợp với từng đất nước, thậm chí phù hợp với từng cái loài dịch dạ khác nhau. Tôi lấy ví dụ như vừa rồi là cái vấn đề mà tổ chức cái bệnh viện dã chiến ấy, đó là một cái loại hình có thể nói là nó khác với cái tổ chức bệnh viện cố định mà lâu nay chúng ta có. Vừa qua cái dịch nó thể hiện rất rõ. Thì có một cái triết lý đừng bao giờ quên, đó là chữa bệnh để cứu người. Cho nên cái vấn đề y đức ấy phải được hết sức nhấn mạnh, hết sức quan tâm. Và nhớ là làm việc để cứu người bằng cái tâm của mình, bằng cái trách nhiệm cao nhất của mình. Và việc đó chính bản thân tôi thường xuyên tự nhắc mình, phải vì con người, phải vì nhân dân. Chúng tôi có thể nhận ra được sự tâm huyết và nhân ái, nhân văn trong tư tưởng và những cách mà giáo sư luôn luôn làm với mọi việc trong cuộc sống của mình ạ. Dường như là những điều đó gần gũi vô cùng với những giáo lý, với những triết lý của nhà Phật. Tôi thấy là cái triết lý nhân sinh của cái đạo Phật ấy, nó thấm vào tôi từ khi nào không biết. Từ lúc tôi có thể nói là tôi còn rất trẻ, cho đến cả cái quá trình sống, thậm chí cho đến cả cái khi tôi học tập. Tôi cũng rất may mắn là tôi lại tu nghiệp lâu ở bên Nhật Bản. Mà Nhật Bản ấy, thì chủ yếu là đạo Phật. Tôi thường hay đến các nhà chùa, thậm chí tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ tại những cái chùa đấy để tôi chiêm ngưỡng, tôi tìm hiểu. Tôi đến chùa chiên thì cái thứ nhất ấy là vì tôi cảm thấy đó là những cái công trình nghệ thuật. Những cái công trình nghệ thuật. Hai nữa đó là những cái địa điểm văn hóa. Và cái nữa là đó là những cái địa điểm tâm linh. Mà cái tâm linh đấy nó phù hợp với lòng mình. Đó là hướng đến điều thiện, làm điều thiện vì cuộc sống, vì xã hội, vì cộng đồng. Cho nên tự nhiên nó thấm cái nào không biết. Vâng. Có thể với nhiều người khi mà họ tìm đến với Phật Pháp, họ chủ động tìm đến để tìm cho mình một cái chốn an yên hay một niềm tin nào đó. Nhưng mà với giáo sư Nguyễn Anh Trí thì một cách rất là tự nhiên trong cuộc sống của mình, chúng ta tìm thấy sự gần gũi và có thể đồng hành cùng với Phật Pháp trong cuộc sống ạ. Có lẽ là như vậy. Tôi cũng rất may mắn trong cuộc sống nói chung ấy, thì tôi không xảy ra những cái xung đột lớn, cho nên tôi không có những cái căng thẳng lắm. Phải thừa nhận là như vậy. Nhưng tôi vẫn cần một cái chốn giống như là đạo Phật thế. Để gì? Để làm cho mình nó thanh tịnh hơn, làm cho mình nó trong sạch hơn, làm cho mình nó hướng thiện hơn. Cũng giống như tôi thú nhận thật, tôi không có ngày nào mà tôi không thắp hương cả. Buổi sáng trước lúc tôi rời khỏi nhà đi làm việc, không phải 1-2 năm đâu, và hàng 20-30 năm này như thế. Thì bao giờ tôi cũng lên bàn thờ tôi thắp hương. Và tôi hứa với bố mẹ tôi là con sẽ cố gắng sống tốt. Chỉ từng ấy thôi. Nhưng mà ngày nào cũng làm, năm nào cũng làm. Giờ đây khi nhìn lại cuộc đời của mình, với những hành trình, với những chuyến đi mà mình đã qua, để gặt hái được những niềm vui, gặt hái được những thành công ạ. Thì với giáo sư, thì cái con đường, những hành trình đó của mình ý, là đã được lên kế hoạch xây dựng trước, hay là có những cơ duyên nào bất ngờ xảy đến, hay là như tên chương trình gọi là bước ngoặt cuộc đời đấy ạ? Cái này thì tôi cũng hơi đặc biệt. Tôi trong đời tôi có một bước ngoặt, có thể một cái bước ngoặt quá đặc biệt. Đó là tôi bị một trận ốm. Năm tôi học năm cuối, tức là cái hồi tôi học theo hệ 10 năm, thì năm cuối tôi học xong lớp 10 đấy, thì tôi thi đại học. Và đại học là đại học sư phạm khoa vật lý. Và tôi thi đỗ.
thi đại học về một cái thì nhà tôi rất nghèo, cho nên tôi phải lên rừng để lấy gỗ. Sau đó thì tôi bị sốt rét ác tính, tôi phải nằm viện rất lâu, khoảng 3 tháng. Thế thì giấy báo đại học về thì tôi bị ốm, tôi ra trường đại học bị muộn mất, là người ta nói là người ta nhận nữa. Và chính cái thời gian nằm viện thì tôi mới được biết được rằng là có bác sĩ để họ khám chữa bệnh, và tôi bắt đầu này thích nghề y. Và vì vậy cho nên tôi hỏi cái bác sĩ mà khám bệnh cho tôi á, chú ơi, muốn trở thành bác sĩ như chú thì học ở đâu? Thì chú bảo là học Đại học Y Hà Nội. Và vì vậy cho nên năm sau khi tôi thi lại đại học thì tôi thi Đại học Y Hà Nội, và tôi trúng tuyển Đại học Y Hà Nội. Và dù năm đó tôi có 2 giấy báo, giấy báo Đại học Y Hà Nội và cái trường Đại học Sư phạm, họ cũng gọi cho tôi một cái giấy báo, vì đợt trước là tôi ra muộn là vì có lý do. Nhưng tôi quyết định đi Đại học Y khoa, và vì vậy cho nên đến bây giờ tôi trở thành người thầy thuốc. Tôi cho đó là cái bước ngoặt rất quan trọng. Còn nếu không, có lẽ là tôi đi Sư phạm, hoặc có thể là tôi đi nông nghiệp. Còn hầu hết ý, tuyệt đại đa số trong cuộc đời thôi, thường là lên kế hoạch trước. Ví dụ những kế hoạch quan trọng nào? Cái thứ nhất có thể kể ra mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, đó là từ lúc tôi đang học lớp 9 phổ thông, tức là lúc ấy khoảng trên 16 tuổi, tức là gần 17 tuổi thôi, thì tôi đã định là mình, tức là đã lên cho mình kế hoạch đấy, để học tốt nghiệp đại học, rồi phải làm cho được phó tiến sĩ. Rồi đặc biệt là tôi phải đã xây dựng rằng năm 28 tuổi là cưới vợ. Và điều đó cũng nằm trong kế hoạch và tất cả đều lên kế hoạch cả. Và ra trường đại học thì tôi học chính trị, tôi được biết rằng là ở trường Đại học Y Hà Nội có hệ nội trú, hệ bác sĩ nội trú. Thì tôi về ghi vào nhật ký quyết tâm trở thành bác sĩ nội trú. Sau đó tôi thi đỗ bác sĩ nội trú và học xong bác sĩ nội trú. Và nữa, đó là quyết tâm trở thành đại biểu Quốc hội. Tôi lên kế hoạch chứ. Tôi lên kế hoạch từ lúc mà, nếu nói chính xác á, là đổ khoảng đầu những năm thập kỷ 80 khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Thì tôi đã nghĩ rằng là mình phải cố gắng để trở thành đại biểu Quốc hội. Và trong cả quá trình đó thì tôi đã cố gắng rèn luyện này, tu dưỡng này, làm việc này như thế nào đó để đừng ảnh hưởng đến, để tạo ra được những cái giá trị và kể cả uy tín, để đến khi mình bầu thì nó trúng. Và trên thực tế, vì thế mà có lẽ chính vì thế chuẩn bị kỹ như vậy, cho nên sau đó tôi tự ứng cử thì mới trúng. Chứ câu chuyện tự ứng cử là khó lắm. Vâng. Còn ý thứ hai nữa, tôi có thể khẳng định luôn, trong nghiên cứu thì tôi thấy được rằng muốn trở thành đại biểu Quốc hội thì phải hiểu về luật. Cho nên bận mấy thứ bận, tôi đi học thêm Đại học Luật. Và tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Luật của Hà Nội. Và nhờ có cái hiểu biết về luật này, có kiến thức về luật này, cho nên sau đó tôi ứng cử đại biểu Quốc hội nó dễ hơn, thuận tiện hơn. Và kể cả cái bài, tôi có một bài hát tôi sáng tác với chùa Hoàng Phúc thì cũng như vậy. Vâng, một ca khúc rất hay mang tinh thần Phật giáo ạ. Dạ, mang tinh thần Phật giáo. Song phúc địa chính chốn này, Hoàng Phúc quốc từ bao đời nay, chùa thiêng mấy lần vua chúa đến, A Di Đà Phật, linh từ nên dân chiêm bái đêm ngày, Nam mô A Di Đà Phật, Hoàng Phúc ơi chùa Hoàng Phúc ơi. Qua mấy trăm năm in hồn Việt, A Di Đà Phật, đại hồng chúng vòng tiếng thơm hương trầm bay, cầu cho tổ quốc trường tồn, A Di Đà Phật, dân hạnh phúc, Nam mô A Di Đà Phật, biết bao an lạc
khi đến đây. Hoàng phúc ơi chùa Hoàng phúc ơi, an lạc lòng người xin đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi có thể kể một cái cụ thể hơn về cái ca khúc này. Chùa Hoàng Phúc có thể nói là cái chùa rất đặc biệt, là vì nó là một trong cái chùa lâu năm nhất ở khu vực miền Trung, hơn 700 năm này. Và cái thứ hai nữa là cái chùa Hoàng Phúc này ấy, đã qua bao nhiêu trận chiến tranh rồi là thiên tai, nhưng và có những lúc thậm chí bị hư hỏng toàn bộ, nhưng mà vẫn cứ sống mãi ở trong lòng của cái người dân, cho nên nó được vừa qua là được xây dựng lại rất đẹp. Và trong lịch sử thì nó có chùa Hoàng Phúc đã có 5 lần các bậc vua chúa cao nhất về chủ tịch nước đó vân vân đã từng đến đó, cho nên là cái người dân ở đó cũng rất tự hào. Thì tất cả những cái đó ấy, thì khi tôi và lại đóng ngay ở Lệ Thủy, quê của tôi luôn, cho nên mỗi một lần về quê bao giờ tôi cũng lên để viếng, thăm viếng cái chùa Hoàng Phúc đấy. Thì sư trụ trì đấy cũng là rất quý mến tôi, và sư có nói với tôi rằng, sư trụ trì có nói là rất mong giáo sư Trí sáng tác cho một bài hát về chùa. Thì từ đó trở đi thì trong đầu tôi có kế hoạch ngay, tìm hiểu lịch sử này, rồi tìm hiểu cái chất âm nhạc này, làm thế nào đó vẫn là mang cái tín Phật pháp đúng, mang tín âm nhạc của Phật đúng, nhưng đồng thời là mang cái âm hưởng của quê hương thôi, và là dễ hát để cho mọi người cùng hát. Muốn sáng tác một bài hát nó liên quan đến nhà Phật ấy, thì nó phải mang được cái tinh thần, mang được cái tư tưởng và mang được cái âm hưởng của nhà Phật. Cái đó không hề dễ. Ví dụ để sáng tác cái bài chùa Hoàng Phúc thế, nhưng mà tôi nói rất thật là tôi phải chuẩn bị tư liệu ngắn thôi. Từ một cái bài thơ đầu tiên tôi làm bài thơ chỉ 8 câu thôi. Nhưng tôi có thể nói rằng là để chuẩn bị tư liệu nó mất khoảng 2 năm. Và sau đó thì xong phần lời rồi, thì bây giờ phải chuyển nó ra, phải tìm cái chất âm nhạc nào nó phù hợp. Thì riêng đó đấy thì cũng phải mất cả hàng tháng suy nghĩ nên mới này tìm ra được cái cách xử lý để làm cho nó thấm đậm cái chất, cái hồn của nhà Phật vào đấy, của Phật giáo vào đấy. Và cũng rất may là tôi đã tìm ra được. Chúng ta đang trò chuyện ở một góc và rất là giàu có trong tâm hồn cũng như sự nghiệp của giáo sư Nguyễn Anh Trí, đó là về nghệ thuật, về âm nhạc ạ. Và dường như là các sáng tác của giáo sư luôn luôn bắt kịp và mang hơi thở của thời đại. Ví dụ gần đây chúng ta thấy là có những sáng tác của giáo sư có sức lan tỏa trong thời điểm của Covid-19 này. Hay là mới đây nhất, nóng hổi nhất đó là về bóng đá nữa ạ. Đều có sức lan tỏa tới cộng đồng và xã hội. Tôi nghĩ là văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc cũng thế, nó phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và phải nó phục vụ cho cuộc sống. Tất nhiên trong âm nhạc ấy, thì có thể có những cái phục vụ, nhưng phục vụ nó mang tính dài hơn. Ví dụ ca ngợi về cái truyền thống anh hùng của đất nước, rồi những cái bà mẹ Việt Nam anh hùng thì có thể đây là cả một cái câu chuyện rất dài của lịch sử đất nước của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó thì phải có những cái tác phẩm nó phải thực sự mang hơi thở của cuộc sống. Đặc biệt gần đây nhất thì có cái ca khúc Bóng Đá Việt Nam Chiến Thắng. Tôi đã kịp thời sáng tác vì cái cảm xúc nó dâng trào trong một cái chiến dịch mà đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta sang Dubai. Thực ra bản chất mà nói có 3 trận đấu thôi, từ mùng 7 cho đến ngày 15 vừa rồi thôi, ngày 15 tháng 6 thôi. Trong khoảng đó phải kịp thời có ca khúc để ra đời luôn. Và cũng rất may cái ca khúc ra đời thì chỉ trong vòng độ 2 ngày tôi đã hơn hàng trăm nghìn lượt nghe, và tôi cũng rất thú vị với điều đó.
lăn, quả bóng vẫn lăn trên sân. Chiến thắng nhé, niềm vui sẽ thuộc về ta. Lăn lăn lăn, quả bóng vẫn lăn trên sân. Chiến thắng nhé, niềm vui sẽ thuộc về ta. Cũng đã thuộc về ta, hòa lòng của hàng triệu con tim Việt Nam, Việt Nam anh hùng, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Qua những chia sẻ của giáo sư Nguyễn Anh Trí thì cá nhân Thùy Linh thấy rất là thú vị khi dường như là mọi dấu ấn quan trọng, thành công trong cuộc đời của giáo sư thì lại đều được lên kế hoạch một dài hơi từ trước ạ, để từ đó chúng ta thêm vững vàng niềm tin và có sự chuẩn bị tìm hiểu thật kỹ lưỡng để đến cái thời điểm chín muồi thì dấu mốc đó sẽ đến. Như giáo sư có chia sẻ là ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường học sinh phổ thông lớp 9 đã có những cái hình dung rất rõ nét về chặng đường chúng ta đi trong tương lai. Và giờ đây chúng ta có một giáo sư, một tiến sĩ, một anh hùng lao động, một nhà giáo nhân dân, một đại biểu quốc hội, một người sáng tác rất là nhiều tác phẩm thơ và nhạc hay. Và chúng tôi đều thấy điểm chung của các hoạt động, sự nghiệp, cuộc đời của giáo sư đều gắn với xã hội và cộng đồng. Vậy trên những hành trình đó, trong những thời điểm mà giáo sư ấp ủ kế hoạch đó, liệu có ai là người đồng hành để giúp giáo sư thêm vững tin cũng như là định hướng không ạ? Trong cuộc đời tôi, nếu có những cái thành công gì đấy thì đó là thành công của quê hương đất nước, đó là thành công của cộng đồng, thành công của gia đình tôi, thành công của những đồng nghiệp tôi, những học trò tôi, thậm chí những đàn em của tôi đã góp sức để làm nên. Nhưng tất cả những cái đó thì nó có một cái hình ảnh phải nói gần như xuyên suốt ở trong tôi. Đó là bà mẹ tôi. Vốn là một người rất là hay hát. Bà không phải là văn công, nhưng bà là một nông dân thực thụ. Nhưng bà có khả năng hát về dân ca, nhất là họ Khoan Lệ Thủy ấy. Rất hay. Trong con tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ ơi đó là tiếng kêu mỗi khi con đau, không ai cần hơn mong hơn là mẹ, mẹ chở che con khi còn thơ bé và mãi cùng con trong suốt cuộc đời. Mẹ ngóng mẹ trông thành công thắng lợi của chúng con sâu sắc chân thành. Mẹ ơi mẹ ơi, con gọi mẹ ơi, khi còn nấu thơ, khi còn non dài, tới khi lớn khôn, từng trải trong lòng con luôn có mẹ. Mẹ ơi, con đã sống quá nửa cuộc đời, vẫn ước ao nhiều hơn có mẹ, vẫn hồn nhiên. Có lẽ là trong cái suy nghĩ tôi là rất hay, chứ bà có thi tổ gì đâu, nhưng mà rất hay. Và những cái làn điệu, những cái âm hưởng ấy là gần như mẹ tôi truyền lại cho tôi. Có thể là trực tiếp tôi ngồi tôi lắng nghe, để có thể là trong một giấc ngủ, trong một thoáng nào đó, thế đó, như vậy điều này là rất kỳ lạ.
Rồi con nói những cái vấn đề thực tiễn hơn. Nếu trong cuộc đời tôi có làm ra được cái thành công gì đó mà để được phong tặng danh hiệu anh hùng, ví dụ như là ghép tế bào gốc ngân hàng, tế bào gốc máu dễ rốn, hoặc là vấn đề ngay cả hành trình đỏ, ngay kể cả lễ hội xuân hồng vân vân, thì đó cũng là cái sự góp sức, sự chung tay, sự vào cuộc của rất nhiều anh em, rất nhiều đồng nghiệp của tôi mà tạo ra được cái giá trị đó, tạo ra được cái thành công đó. Đây là sự thật. Đây là sự thật chứ không phải tôi nói vì một cái áp lực nào cả, hoặc là nói cho nó hay ra, không phải. Thế và cuối cùng tất cả thì cái cuối cùng thì tôi suy nghĩ là vì sao là như vậy. Đấy là cái vấn đề quan trọng nhất ý, của một người mà muốn thành công được. Đó là lôi cuốn, là hấp dẫn, là lôi kéo, rồi là động viên của cái sức mạnh của nhiều người để nó hún đúc này, nó góp sức này để tạo nên cái thành công. Thì cái đó thì mới được nhiều là một, và được bền vững là hai. Tôi ngồi tôi nghiệm là như vậy. Dường như là ngay từ những ngày tháng đầu tiên cho suốt hành trình của mình với rất nhiều công việc và dự án, chúng tôi nhận thấy rằng là tình cảm yêu thương này, sự giúp đỡ, rồi bằng làm sao để mang tới thật nhiều giá trị cho cộng đồng luôn luôn thường trực trong giáo sư Nguyễn Anh Chí. Và đó là tư tưởng nhân văn mà chúng ta có thể thấy đồng điệu với Phật Pháp, đúng không ạ? Yeah. Sự yêu thương con người, sự bao dung, và làm sao mang lại cho mọi người cái nguồn năng lượng tích cực và vui tươi. Tôi có thể bổ sung thêm nữa, đó là sự quan tâm đến người khác, quan tâm đến cộng đồng. Phải thấy được nỗi đau, nỗi buồn của người khác chính là nỗi đau, nỗi buồn của mình, thì làm được nhiều việc hơn. Và có thể nói là tôi rất may mắn là vì trong tôi có cái đấy thì tôi là làm đúng nghề y. Là cái nghề mà có thể nói mình thường xuyên nghe được, biết được những cái nỗi đau của những cái người họ đến với mình. Cho nên tôi cảm thấy nó đúng là nhân duyên và cũng rất phù hợp với mình. Và cụ thể là có những triết lý, những giáo lý nào của Phật Pháp mà giáo sư có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống cũng như là sự nghiệp sáng tác của mình nữa? Có một cái ý tổng hợp nhất ấy, mà tôi thấy ở trong Phật ấy, trong đạo Phật, đó là tình thương con người. Đó là sự quan tâm đến nỗi đau của người khác. Thì tôi nói là chỉ cái ý đó thôi thì nó đã bao trùm hết tất cả những cái vấn đề nó liên quan đến cuộc đời tôi. Đó là nghề nghiệp, nhất là mình là bác sĩ. Đó là với tư cách là một thầy giáo. Và đó cũng là tư tưởng của Phật Pháp. Chính xác. Khi mà chúng ta không để cảm xúc, suy nghĩ và hành động của chúng ta bị chi phối hay là tác động bởi bất kỳ những điều gì xung quanh, mà ngược lại chúng ta cần phải làm chủ được cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình. Và một cách rất là tự nhiên, những cái nguồn năng lượng tích cực mà chúng ta nuôi dưỡng từng chút một sẽ đủ sức để lan tỏa ra xung quanh, và đến một thời điểm có thể kéo mọi người cùng với mình ạ. Là chính xác như vậy. Và vì vậy cho nên là chúng ta như tôi chẳng hạn, thì tôi luôn luôn tâm niệm để hướng thiện, để suy nghĩ này, để làm việc này, hành động này, hướng thiện. Nhưng nếu nhìn rộng ra trong toàn xã hội, trong cái đời sống xã hội ấy, thì bản chất của nó, đó chính là hướng đến những cái điều mà giáo lý nhà Phật, cái triết lý đó đấy, cũng là cái cơ sở mà để cho tất cả các Phật tử, người ta hướng đến, người ta tham gia vào đối với các cái hoạt động của Phật giáo. Vâng. Nói tới đây thì Thùy Linh lại nhớ tới một hình ảnh rất là chân quý vào năm 2017, khi mà giáo sư Nguyễn Anh Chí nghỉ hưu chính thức, đúng không ạ? Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Cái clip mà đó thời điểm ấy đã có sức lan tỏa rất là rộng ở trên mạng xã hội, khi mà toàn bộ cán bộ công nhân viên của bệnh viện đã đứng ở ngoài sân để nói lời tạm biệt và chia tay tới giáo sư Nguyễn Anh Chí, và rất là nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống, đã thể hiện được cái tình cảm cũng như là được sự đồng thuận của rất là đông đảo mọi người cùng với viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thời bấy giờ là ông.
đó là cái câu chuyện mà chắc là phóng viên cũng đã thấy rồi, là MC cũng đã thấy rồi, cho nên là tôi có lẽ cũng không bình luận gì thêm, nhưng chỉ còn cái còn cũng xin được nói thật cái tâm trạng của mình. Cái tâm trạng của mình là hôm ấy tôi rất cảm động, việc đấy là không ngờ. Và thành phần tham dự đấy thì là tất cả cán bộ nhân viên của viện vì chào cơ mà, rồi rất nhiều nữa là học trò của tôi, rồi rất nhiều nữa là các bệnh nhân ở của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tổng cộng trên 1.000 người, trên 1.000 người thì họ đứng sắp hàng đấy, thì nó diễn được. Và cảm xúc tôi hết sức cảm động, và tôi coi rằng là đó là có thể là như một cái lời nhận xét của người bạn tôi là một giáo sư ở Mỹ, sau đó ông qua ông dự một cái hội nghị khoa học sau đó cơ, thì ông nói với tôi là thế này, giáo sư Trí, tôi cũng đã may mắn được xem cái clip mà giáo sư Trí là chia tay khi về hưu, có lẽ đó là phần thưởng lớn nhất của trong cuộc đời mà cộng đồng, mà đồng nghiệp đã tặng thưởng, đã ban thưởng cho một người khi kết thúc một cái quá trình làm việc ở một cái địa điểm nào đó. Vâng. Hết sức tự hào. Và tôi nói thật, đó cũng là cảm nghĩ của tôi. Và chúng ta nhận ra rằng là tình cảm, sự yêu thương, trân trọng lẫn nhau, đó chính là những cái điều tài sản quý giá nhất mà chúng ta có được và mong muốn hướng tới ở trong cuộc đời này ạ. Là vô giá. Và điều đó cũng đã góp phần tạo nên những truyền thống, những văn hóa riêng. Đúng là như vậy ạ. Và nhưng mà tôi phải nói luôn là cả cái triết lý nó rất đơn giản thôi. Tôi luôn luôn nghĩ là nghề y là một nghề cao quý. Nhưng bên cạnh đó phải hiểu được là nghề y là nghề rất vinh dự vì được phục vụ nhân dân. Mà lại phục vụ trong một cái hoàn cảnh mà người ta rất cần đến mình. Họ đau đớn, họ phiền não, họ khó khăn. Thế những lúc ấy mình đến, nó phải nói là rất giá trị. Cho nên tôi vẫn nhắc lại là tôi luôn luôn cảm thấy vinh dự, sung sướng vì mình được làm nghề y. Và với việc cập nhật về công nghệ số chẳng hạn, một điều mà tưởng chừng như rằng sẽ gần gũi với những người trẻ nhiều hơn. Nhưng mà với giáo sư Nguyễn Anh Trí thì giáo sư cũng có những cái cập nhật rất là thích ứng với cả thời cuộc bây giờ. Đó có phải là lý do để tiền đề giáo sư đã có ý tưởng và mới đây đã phát hành cuốn sách mang tên là Chuyện trên Face không ạ? Đây cũng là một cái chuyện nó vui vui thôi, nhưng mà không ngờ nó lại trở thành có thành quả. Chắc là MC Thùy Linh biết rồi, tôi hay viết ở trên Face, viết chuyện nọ chuyện kia thế. Nhưng trong đó là tôi rất hay nhớ lại những cái câu chuyện của cuộc đời mình, rồi viết nó lại thôi, viết tự nhiên đấy, tức là cứ viết tự nhiên đấy. Lúc đầu viết đoàn, hai đoàn, ba đoàn, thì không ngờ là cái số người đọc rất nhiều. Và tôi rất mừng là không những chỉ là những người, cái nhóm người, cái độ tuổi của tôi, mà kể cả những người tuổi rất trẻ như Thùy Linh và thậm chí trẻ hơn nữa, thì họ cũng đọc. Có nhiều bạn là sinh viên vừa mới vào trường tới đọc, thế thì họ lại thích, và họ luôn luôn khuyến khích là bác ơi, chú ơi, anh ơi, viết nữa đi. Thế là cuối cùng tôi để cứ thế cứ viết mà quên đi, mất là không biết là nó dài ngắn thế nào. Vâng. cứ viết những cái câu chuyện mà kể lại đấy, tức là chuyện cũ đấy, thì qua một kỳ sàng lọc, tổng toàn bộ kể cả là cái người friend cũng giống như người follow của tôi là tổng khoảng trên 25.000 người, thì tôi cho đó là một cái môi trường sàng lọc rất tốt. Wow. Thậm chí có những cái chỗ tôi bị quên, nhất là kể là chuyện cũ thì nhiều chuyện mình quên chứ, ngày tháng địa điểm vân vân lâu. Thậm chí tôi kể cả những cái chuyện cách đây khi tôi mới 8 tuổi, 10 tuổi cơ mà. Thậm chí có chuyện 15 tuổi đã kể, ví dụ chuyện tập bơi chẳng hạn. Vâng. Thế thì được anh em, được những người trên mạng người ta sửa lại. Thông thường người ta vào trong Messenger người ta nhắn lại. Không, cái lúc ấy là ở làng nọ xã kia thôi. Hoặc là thời gian này, thời gian khác. Thì tôi cho, và tôi đã tiếp thu những cái đó rất nghiêm túc. Tôi sửa lại, xem chat sửa lại rất là đầy đủ. Và tôi cho đó là một cái
nơi sàng lọc rất tốt. Hoặc là cái đoàn nào mà viết hay thì nhiều người lái, nhiều người share. Nhưng mà chỗ nào cũng hay lắm thì, hoặc thậm chí không hay thì người đọc họ lái ít thôi. Có lẽ họ không đọc đấy, nhưng mà họ không lái là vì họ cũng có cái quyền của họ chứ. Cho nên tôi cảm thấy đó chính là cái điểm hay của trên Facebook. Nhưng rất may mắn tôi cũng có sức khỏe. Còn thêm nữa là cái tâm mình nó thanh thản, nó lành mạnh, nó gắn bó với cộng đồng, cho nên tự nhiên lại làm được nhiều việc. Vâng, và với chúng tôi, những khán giả, những người thưởng thức những công việc, những mối tập trung quan tâm mà giáo sư đang ấp ủ thì đều là những dự án lớn có sự tác động từ xã hội và cộng đồng. Và dường như có thể thấy xuyên suốt với suy nghĩ, tư duy, quan điểm mang tính chất nhân văn, tràn đầy yêu thương của giáo sư đã mang tới một cái nguồn sức khỏe và năng lượng luôn luôn dồi dào từ tâm hồn, trái tim và trí tuệ để giáo sư có thể luôn luôn truyền đạt được điều đó trong những công việc, những dự án của mình và có sức lan tỏa với những người xung quanh. Và thay mặt những người thực hiện chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời, chúc cho giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội, sẽ tiếp tục thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng với những dự án lớn về xã hội và cộng đồng. Dạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.